Diễn viên Thương Tín đột quỵ, nhập viện cấp cứu tại bệnh viện quận 12. Gia đình đã biết tin. Khán giả đang vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín. Trên Facebook của nghệ sĩ Hồng Vân mới đây đã chia sẻ lại bài viết của MC Phạm Anh về việc diễn viên Thương Tín đang bị đột quỵ và nằm ở khoa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tâm trí Sài Gòn, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Hiện tại sức khỏe của nam diễn viên rất yếu, nhưng bệnh viện chưa liên hệ được với người nhà. Thông qua bài viết này, MC Phạm Anh cũng như các anh em nghệ sĩ mong người thân có thể đến bệnh viện sớm để giúp diễn viên Thương Tín. Bất kỳ thông tin về người nhà diễn viên Thương Tín, xin liên hệ với Facebook MC Phạm Anh hoặc liên hệ qua một số điện thoại. Gia đình của nam diễn viên Thương Tín tại Ninh Thuận đã nhận được tin đang bắt xe vào gấp Sài Gòn. Bài viết hiện được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khán giả ai nấy đều xót xa, lo lắng cho sức khỏe của nam diễn viên. Diễn viên Thương Tín nằm trên giường bệnh. Được biết, diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, là cái tên nổi tiếng màn ảnh nhỏ của Việt Nam vào thập niên 1980-1990. Sau khi thành công với sân khấu cải lương, ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Từng trải qua nhiều cuộc tình và những cuộc hôn nhân thất bại, Thương Tín bất ngờ kết hôn vào năm 58 tuổi với một cô gái trẻ. Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng kém nhau tới 32 tuổi và con gái của nam diễn viên luôn được nhiều người quan tâm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.